bài về Report Speed. Có một là anh ấy nhắc tôi mua tem, thì câu này remember thì phải remember to buy. Rồi đáp án chỉ là A thôi, nghĩa của nó là đừng quên mua cho tớ ít tem nhé, anh ấy nói vậy. Câu 42 này, à 41 này, tớ sẽ chắc chắn giả lại nó cho cậu vào ngày mai. Thì bốn câu này thì đều giống hệt nhau, nhưng mà một cái thì là said, một cái là promised, một cái là told, một cái là desired. Thì đáp án của câu này 41 ấy cực kỳ dễ, nó sẽ là câu B vì nó là hứa. Ở câu trên có từ chắc chắn, nhưng mà trong dưới tất cả câu này chẳng có từ nào chắc chắn cả, chỉ có promise, bởi vì promise bản thân nó đã chứa luôn cả là cái việc sẽ làm gì, chắc chắn làm gì rồi. 41 sẽ là B. 42 này, 42 là có từ shall ở đầu. Shall ở đầu là kiểu mà mình lịch sự, mình muốn giúp ai, mình ngỏ ý đề nghị. Thì ở đây thấy ngay một từ là offer đây, thì tất nhiên 42 sẽ là đi thôi. 43 này, tớ không bao giờ làm lại điều đó nữa. Thì có một đống từ là making rồi, thì nhớ một cái là promise to do something này là hứa làm gì này, promise not to do something là hứa không làm gì này, promise never to make tức là hứa không bao giờ làm lại nó. Thì đấy, ok, 43 sẽ là C. 44 này, 44 là tớ muốn cậu nói cho tớ sự thật, thì muốn ai làm cái gì đó cho mình. Thì 44 sẽ là kiểu là want somebody to do something. Thì đây, B, Lan wanted me to tell her the truth. 45 này, mày mày nên bỏ hút thuốc và ăn nhiều rau hơn, quit and eat. Thì bác sĩ khuyên cậu ấy làm xem nào. 45 sẽ là đây, vì advice rồi, advise somebody to do something nên nó sẽ là to quit smoking and eat, hợp lý. 46 là lời rủ rê làm ơn đến chỗ tớ. Thì cái cấu trúc với cả invite sẽ là invite somebody to do something, rủ sẽ ai làm gì. Thì 46 sẽ là C thôi, to come and join. Cái A mà to come and join nhưng mà phải là there chứ, làm gì có our, thành ra chỉ có này đúng thôi. Câu 47 là cẩn thận con chó. Cẩn thận con chó thì cái kiểu mà cảnh báo ai ấy, thì sẽ nhờ want somebody to do something. Thì đây, to be aware of the dog. 48, tớ rất tiếc vì tớ đến muộn lần nữa. Thì cái câu A loại đầu tiên, bởi vì không phải là I felt sorry mà là ít nhất phải là an cảm thấy chứ. Thì xem nào, A, B, C. À, thứ nhất là B thì có cái từ my rồi, an có từ my này, thì phải là her chứ, her thì ok. Còn đây, ok, đáp án sẽ cùng là D, Lan xin lỗi vì đến muộn nữa, apologize for something hoặc là doing something. 49 này, một là câu rủ dê đi chơi ở biển. Có say này, có suggest, insist on advice này. Say là nói, để đưa ra thông điệp của mình. Suggest là kiểu đề nghị, rủ. Insist on là kiểu khăng khăng một cái gì đó đúng. Advice là khuyên. Cái này là một câu mang tính rủ rê thôi, thì nó chỉ là suggest là rủ đi mà. Tớ xin lỗi là tớ đã không đợi cậu. Xem nào. À rồi, câu 50 này thì cũng khá dễ. 50 nó chỉ là đây, xin lỗi vì đã không làm cái gì. 51 này, cô không được gọi cảnh sát, anh ấy nói với vợ anh ấy có accuse. Không, đây không phải là lời kiểu mà accuse somebody of doing something là kiểu mà đổ cho ai làm cái gì đó, buộc tội ai làm gì đó. Đây không buộc tội, đây cũng không phải là cảnh báo mà là không phải xin lỗi nữa, mà đây là sẽ stop, tức là cô ấy, vợ đang gọi thì anh ấy bảo cấm cô gọi cảnh sát, tức là rõ ràng anh ấy đang chặn cái việc gọi cảnh sát của cô ấy lại. 52, làm ơn đừng rời đi đến khi nào tớ quay lại nhé. Trong này thì xem nào, thử xem nào. 52 này thì đáp án sẽ là told us, ask us này, ask us do not. Không, sai ngữ pháp, không có do not được. Thằng này cũng sai ngữ pháp này. Chỉ còn hàng này, us not to leave, not to leave until she. Ok, thằng này sai vì nó là come,
Đáp án chúng ta là 46, 452 là C, vì nó đầy đủ ngữ pháp và đúng nghĩa. Câu 53 là rủ đi chơi. Thì đã nói là rủ đi chơi rồi thì chúng ta cứ dùng một cái rất quan trọng thôi là đây, suggested. Còn mấy kia là kiểu mà khăng khăng làm gì đó, muốn gì gì đó. Đây là mai muốn chứ không phải là mai muốn đi chứ không phải là chúng ta. Và đây là mai muốn đi thì kệ mai, còn đây là câu rủ cả chúng ta cơ mà. Let's us bằng let's us mà. Câu 54 là kiểu mà cảm ơn, thì mình có cặp từ là thank somebody for doing something, cảm ơn chẳng hạn các bài Bon Jovi câu là thank you for loving me. Thì ok câu này sẽ là, à chết rồi, nó là ACDB, bị đổi nghĩa, nó sẽ phải là đi, dù sao cũng là đi thôi. It me, I made your dress dirty. Đây là lời thú nhận. Thú nhận thì đây, admitted making on dress dirty. Câu này là đừng đi đến đó, khuyên này, khăng khăng này, cảnh báo này, rồi cái gì đây, cảnh báo thôi, chẳng có khuyên gì cả. Cái gì nguy hiểm thì mình cảnh báo, còn cái khuyên là kiểu cậu nên thế này, nên thế kia, và không nên thế này, không nên thế kia. Còn đây là đừng có đến đó, tức là câu cảnh báo. Ok, 57 này, lời khen này, hứa này, nói này, ở đây khỏi nói, đây là lời khen này. Peter khen cái Mary vì cái váy đẹp, vì đây là khen. Xin chào Mary. À, Peter nói vậy là Peter say hello to Mary chứ. Peter Mary không phải. Ok. Đấy. Chỉ là cái này thôi. Vì nếu say hello phải là say to, còn to thì không có, nhưng mà cũng không được, không thể là to hello được. Chỉ là greet, greet là kiểu chào mừng, chào đón, đúng ý. 459 này, tại sao không nhờ thầy cô giúp này? Xem nào, advice, recommend, tone này, suggest này. 59 này sẽ là đây. Khuyên ai nên làm khuyên ai nên làm gì đó. Không phải I did not. Không phải nghĩa rất cái đúng về ngữ pháp này, hay đúng về nghĩa, còn lại cái này đều sai về ngữ pháp cả. Câu 60 này, anh ấy hỏi tôi nếu mà tôi biết Robert và tôi nói là tôi không biết. Đây là câu nghi vấn ở phần trực tiếp, gián tiếp. Với gián tiếp ở à với à, không phải. Với câu report speed mà là câu nghi vấn thì nó phải có if hoặc whether. À đây, if này. Rồi, if I knew này, whether ok. Nhưng mà cái từ để hỏi mà nằm ở giữa thì nó không phải từ để hỏi nữa, mà đó là nói về một cái gì, một ai đó, một thứ gì đó, và sau đó sẽ không có chuyện đảo ngữ, nên nó sẽ phải là đây. Câu số 460, đáp án sẽ là C, if I knew và who Robert was. Câu 61 này, mẹ bảo con trai thì cũng thế thôi. Thứ nhất là phải có where, có where rồi này. Hiện tại quá khứ này, đằng này phải quá khứ hoặc là quá khứ thành. Đây, B. B đúng không, mà không phải C, vì C nó lại là đảo. Đảo này chỉ khi nào nó là đầu câu, câu hỏi thì đảo thôi. Còn đây là câu ở giữa, where ở giữa thì nó chỉ là một từ bình thường thôi, nơi nào đó, đồng ý. 61 sẽ là B. 62, Martin hỏi bố là, hỏi tôi là bố tôi thế nào. Ok, how my father was. Thứ nhất là bố tôi thế nào là một lời hỏi, nó không phải là một cái gì chân lý. Chúng ta chỉ sử dụng hiện tại đơn ở reported speed khi đó là một cái chân lý mà không thay đổi được, như là mặt trời mọc ở đằng đông mà lặn ở đằng tây. Và đây thì không phải. Thế là how my father was. Người chủ nhà hỏi Peter là, à chắc là thích cà phê hay thích trà. Rõ ràng là cái này ở trước khi mà câu trực tiếp sẽ là câu hỏi nghi vấn, thì phải có if rồi. À, rồi có hai cái a và d, có whether và if này. Thằng này hiện tại không được, đây là quá khứ. Quá khứ rồi, 63 sẽ là a. Mày làm hỏng sao tao rồi Tom. Accuse, à đều là accuse, buộc tội, nhưng mà accuse somebody of doing something cơ. C, 64C khỏi nghĩ. Tiếp 65, đừng đi trên cỏ. Đừng đi trên cỏ là một lời phát ngôn nói mà đừng làm thế. Suggested không được, advised cũng không được, bởi vì nó không 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 nhẹ như thế. C không. Đây, told somebody not to do something. The gardener told not to walk on the grass. 65, B. 66, John thường nói câu này chẳng phải, câu này không. John often
John thường nói là anh ấy không thích môn boxing bởi vì nó là môn thể thao rất là bạo lực. Cái này thì không phải câu report speed rồi. Chọn A. Bởi vì often say mà thì thường nói hiện tại, quá khứ này, quá khứ này, quá khứ này. Thôi A. Anh ấy hỏi ask somebody to do something rồi, hỏi vay tiền her to lend. Andrew nói với tôi là họ ăn không ăn cá 2 ngày trước đây. Thằng C sẽ loại. Thằng D cũng loại vì before và last không chơi ở đây. Và quá khứ nữa cơ. Mình có ago và previous. Thằng này là hiện tại hoàn thành. Thôi. Kiểu gì ở đây cũng phải là quá khứ. Đây là quá khứ rồi. Quá khứ thì có thể quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ đơn đều được. Thậm chí là quá khứ diễn cũng được. Thế đây, have not eaten. 69 này. Tớ mang bạn đến bữa tiệc được không? Nancy wants to know. Thứ nhất là Nancy muốn mời bạn cô đi chơi không? 69. Ok, đáp án là A. Cô ấy hỏi liệu rằng cô ấy có thể mang bạn đến không? Thì Nancy asks if thì rõ ràng là ask thì đúng rồi này. Lấy câu nghi vấn thì phải là if này. Can I thì lại là she could này. Rồi, câu 70. Cô ấy hỏi tôi là cái nhà thờ đã cao bao nhiêu? She asked me how. Rồi, đúng hết này. Me đúng rồi. How này. How high thì how high này. Đi loại này. Hiện tại loại này. Đây là quá khứ đơn này. Quá khứ hoàn thành này. Rồi, cái này có chữ was. Was là quá khứ rồi. Thì khi đùi xuống phải là quá khứ hoàn thành. Đáp án của 70 sẽ là C. Rồi. Thế thôi, mình sẽ gửi bài về cái inversion vào sáng mai đi. Không lẽ mình hơi bận, mình sẽ gửi vào sáng mai. Bài tập cũng nhiều, các bạn làm cho mình nhé. Còn bài report speed thì như có một đống nữa, mình sẽ làm nốt vào hôm tới nhá. Thứ sáu tối thì Hôm tối thứ sáu em có hẹn với ai? Sao vô tình em vào anh từ dạo ấy tới nay? Hay em đã gặp người mà anh chỉ bằng 1/10? Đã mấy hôm em nhìn anh mà không một lần cười. Sao em không ngủ sớm đi? Kêu mệt mỏi sáng ngày mai lại nặng nề chớm mi. Hay sự hiện diện của ai đó đa dạng đơn hóa mệt nhoài? Họ yêu em qua hành động chứ chẳng vẫn câu thêu dệt hoài. Những tối thứ sáu của những tuần về sau, tiếng tin nhắn điện thoại chẳng còn vang vì nhau. Em bên những nồng xe mới giờ chắc đã thương ai. Vài nỗi niềm mình đưa tay với tan vỡ tựa sương mai. Chờ một buổi sáng tin nhắn mới từ em, anh đứng ngay vào đọc chưa chần chừ chờ xem. Tối thứ sáu tuần này đành đành giúp em bạn hai, anh đi cùng em nhé, em giới thiệu bạn trai. Phía bên dưới là đời, anh sẽ yêu em như thế, yêu hơn cả cơn mưa. Dù anh còn lẻ loi, anh sẽ chết thêm lần nữa. Anh sẽ chết thêm lần nữa. Anh sẽ chết thêm lần nữa.